Bạn có bao giờ cảm thấy bị áp lực phải nói có, ngay cả khi bạn muốn nói không? Điều này có thể xảy ra trong nhiều tình huống khác nhau, từ công việc, gia đình, đến bạn bè. Chúng ta thường cảm thấy rằng việc từ chối có thể làm tổn thương người khác hoặc gây ra xung đột không cần thiết. Rất nhiều người cũng gặp khó khăn như bạn. Họ cũng phải đối mặt với những áp lực tương tự và cảm thấy khó khăn trong việc từ chối. Điều này không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là một hiện tượng xã hội phổ biến. Nói không đôi khi rất khó. Chúng ta có thể cảm thấy lo lắng, sợ hãi hoặc thậm chí là tội lỗi khi phải từ chối một yêu cầu. Những cảm xúc này có thể làm cho việc nói không trở nên phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là từ chối. Chúng ta có thể lo lắng về việc làm người khác thất vọng hoặc trông có vẻ không giúp đỡ. Điều này đặc biệt đúng trong các mối quan hệ quan trọng, nơi mà chúng ta không muốn làm tổn thương cảm xúc của người khác hoặc gây ra sự hiểu lầm. Nhưng học cách nói không một cách lịch sự là điều rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn giúp người khác hiểu và tôn trọng giới hạn của bạn. Việc từ chối một cách lịch sự và rõ ràng có thể giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp mà không gây ra xung đột. Đó là cách để bạn bảo vệ thời gian, năng lượng và sự thoải mái của chính mình. Khi bạn biết cách từ chối, bạn có thể dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng đối với bạn, như gia đình, bạn bè hoặc những sở thích cá nhân. Hãy nhớ rằng, nói không không biến bạn thành người xấu. Thực tế, nó cho thấy bạn có sự tự tin và biết cách quản lý cuộc sống của mình. Điều này có thể giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn và tự tin hơn trong các quyết định của mình. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là bạn đang ưu tiên bản thân. Việc này không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, mà còn giúp bạn có thể cống hiến nhiều hơn cho những người xung quanh khi bạn thực sự có thể. Đó là cách đặt ra những giới hạn lành mạnh. Giới hạn này giúp bạn duy trì sự cân bằng trong cuộc sống và tránh bị kiệt sức. Khi bạn biết cách đặt ra giới hạn, bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng và tránh bị phân tâm bởi những yêu cầu không cần thiết. Đó là về việc sống phù hợp với nhu cầu và giá trị của riêng bạn. Khi bạn biết cách từ chối, bạn có thể sống một cuộc sống chân thật và ý nghĩa hơn. Điều này giúp bạn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc hơn trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhớ rằng, việc từ chối không phải là một hành động ích kỷ. Đó là một phần của việc chăm sóc bản thân và duy trì sức khỏe tinh thần. Khi bạn biết cách từ chối, bạn có thể tạo ra một môi trường sống lành mạnh và hạnh phúc hơn cho chính mình và những người xung quanh. Cuối cùng, hãy nhớ rằng bạn có quyền từ chối. Đó là quyền của bạn để bảo vệ bản thân và sống một cuộc sống mà bạn mong muốn. Hãy tự tin và biết rằng việc từ chối là một phần quan trọng của việc chăm sóc bản thân. Nói không là điều cần thiết để duy trì sự cân bằng lành mạnh trong cuộc sống. Khi bạn liên tục nói có với mọi yêu cầu, bạn có nguy cơ tự đẩy mình vào tình trạng quá tải. Điều này có thể dẫn đến căng thẳng, kiệt sức và oán giận. Bằng cách học cách nói không, bạn giành lại quyền kiểm soát thời gian và năng lượng của mình. Đặt ra giới hạn không phải là ích kỷ, đó là cách bạn chăm sóc bản thân. Nó cho phép bạn thể hiện bản thân tốt nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khi bạn ưu tiên cho sức khỏe của mình, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để xử lý các thử thách và vun đắp các mối quan hệ. Nói không, không nhất thiết phải là điều khó xử hay đối đầu. Đó là về việc truyền đạt ranh giới của bạn với sự tôn trọng và rõ ràng. Dưới đây là một số mẹo thiết thực để giúp bạn thành thạo nghệ thuật nói không một cách lịch sự. Hãy bắt đầu bằng cách bày tỏ lòng biết ơn đối với lời đề nghị hoặc yêu cầu. Điều này tạo ra một bầu không khí tích cực và cho người khác thấy rằng bạn coi trọng sự chủ đáo của họ. Ví dụ bạn có thể nói, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghĩ đến tôi, hoặc tôi rất cảm kích khi bạn đã hỏi. Trung thực là thượng sách từ chối rõ ràng và ngắn gọn. Hãy trung thực và trực tiếp trong lời từ chối của bạn, nhưng hãy giữ nó ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Tránh giải thích dài dòng hoặc biện minh vì chúng có thể khiến bạn trông có vẻ thiếu chân thành. Một câu đơn giản như, hiện tại tôi không thể cam kết điều đó, hoặc điều đó không phù hợp với tôi vào lúc này, thường là đủ. Đề xuất lựa chọn thay thế cung cấp các giải pháp hữu ích. Nếu có thể, hãy đề xuất các giải pháp hoặc gợi ý thay thế. Điều này cho thấy rằng bạn vẫn sẵn lòng giúp đỡ, ngay cả khi bạn không thể đáp ứng yêu cầu ban đầu. Ví dụ, bạn có thể nói, tôi không rảnh vào ngày hôm đó, nhưng tôi có thể làm vào một ngày khác. Hoặc, mặc dù tôi không thể đảm nhận dự án này, nhưng tôi có thể giới thiệu ai đó có thể phù hợp. Phần 4. Nói không mà không cảm thấy tội lỗi. Nhiều người rơi vào những cái bẫy phổ biến khi nói không. Điều này có thể làm giảm giá trị thông điệp của họ và dẫn đến hiểu lầm. Dưới đây là một số cảm bẫy cần tránh. Cái bẫy xin lỗi quá nhiều, ngắn gọn sẽ tốt hơn.
Mặc dù bày tỏ sự tiếc nuối là lịch sử, nhưng việc xin lỗi quá nhiều có thể làm loãng thông điệp của bạn và khiến bạn có vẻ không chắc chắn về bản thân. Một câu đơn giản, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể là đủ. Sự mơ hồ sẽ phản tác dụng. Tầm quan trọng của sự rõ ràng là không thể phủ nhận. Tránh những câu trả lời mơ hồ như tôi sẽ xem tôi có thể làm gì, hoặc có thể vào lúc khác. Những câu trả lời này có thể khiến người khác hy vọng hão huyền và dẫn đến thất vọng sau này. Hãy rõ ràng và trực tiếp trong lời từ chối của bạn. Đừng trì hoãn. Sức mạnh của việc phản hồi kịp thời là rất quan trọng. Đừng trì hoãn việc nói không vì bạn số phản ứng của người khác. Phản hồi chậm trễ có thể gây khó chịu hơn là từ chối kịp thời. Hãy phản hồi nhanh chóng và lịch sự để tránh mọi rắc rối không cần thiết. Phần 5. Lợi ích của việc nói không một cách tôn trọng, xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải những tình huống mà chúng ta cảm thấy khó khăn khi phải từ chối người khác. Tuy nhiên, việc nói không một cách tôn trọng là một kỹ năng quan trọng giúp chúng ta duy trì và củng cố các mối quan hệ. Nói không có vẻ như có thể phá hỏng các mối quan hệ, nhưng thực tế nó có thể củng cố chúng. Khi chúng ta từ chối một cách lịch sự và chân thành, chúng ta đang thể hiện sự tôn trọng đối với người khác và chính bản thân mình, nhưng thực tế nó có thể củng cố chúng. Khi bạn trung thực về giới hạn của mình, bạn sẽ xây dựng được niềm tin và sự tôn trọng với người khác. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, mà còn giúp người khác hiểu rõ hơn về bạn. Khi bạn trung thực về giới hạn của mình, bạn sẽ xây dựng được niềm tin và sự tôn trọng với người khác. Mọi người sẽ đánh giá cao sự trung thực và sự sẵn sàng thiết lập ranh giới của bạn. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, mà còn giúp người khác hiểu rõ hơn về bạn. Bạn sẽ xây dựng được niềm tin và sự tôn trọng với người khác. Mọi người sẽ đánh giá cao sự trung thực và sự sẵn sàng thiết lập ranh giới của bạn. Khi bạn nói không một cách tôn trọng, bạn đang gửi đi một thông điệp rằng bạn coi trọng mối quan hệ và muốn duy trì nó một cách lành mạnh. Mọi người sẽ đánh giá cao sự trung thực và sự sẵn sàng thiết lập ranh giới của bạn. Việc nói không một cách tôn trọng cũng ngăn chặn sự oán giận tích tụ. Khi bạn liên tục nói có vì nghĩa vụ, bạn có thể bắt đầu cảm thấy oán giận người khác. Điều này có thể tạo ra căng thẳng và phá hỏng mối quan hệ về lâu dài. Việc nói không một cách tôn trọng cũng ngăn chặn sự oán giận tích tụ. Khi bạn liên tục nói có vì nghĩa vụ, bạn có thể bắt đầu cảm thấy oán giận người khác. Điều này có thể tạo ra căng thẳng và phá hỏng mối quan hệ về lâu dài. Bằng cách nói không khi bạn cần, bạn bảo vệ cả sức khỏe của bạn và mối quan hệ. Khi bạn liên tục nói có vì nghĩa vụ, bạn có thể bắt đầu cảm thấy oán giận người khác. Điều này có thể tạo ra căng thẳng và phá hỏng mối quan hệ về lâu dài. Bằng cách nói không khi bạn cần, bạn bảo vệ cả sức khỏe của bạn và mối quan hệ. Khi bạn từ chối một cách tôn trọng, bạn đang thể hiện sự tự tin và sự tự trọng của mình. Bạn có thể bắt đầu cảm thấy oán giận người khác. Điều này có thể tạo ra căng thẳng và phá hỏng mối quan hệ về lâu dài. Bằng cách nói không khi bạn cần, bạn bảo vệ cả sức khỏe của bạn và mối quan hệ. Khi bạn từ chối một cách tôn trọng, bạn đang thể hiện sự tự tin và sự tự trọng của mình. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, mà còn giúp người khác hiểu rõ hơn về bạn. Điều này có thể tạo ra căng thẳng và phá hỏng mối quan hệ về lâu dài. Bằng cách nói không khi bạn cần, bạn bảo vệ cả sức khỏe của bạn và mối quan hệ. Khi bạn từ chối một cách tôn trọng, bạn đang thể hiện sự tự tin và sự tự trọng của mình. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, mà còn giúp người khác hiểu rõ hơn về bạn. Khi bạn nói không một cách tôn trọng, bạn đang gửi đi một thông điệp rằng bạn coi trọng mối quan hệ và muốn duy trì nó một cách lành mạnh. Bằng cách nói không khi bạn cần, bạn bảo vệ cả sức khỏe của bạn và mối quan hệ. Khi bạn từ chối một cách tôn trọng, bạn đang thể hiện sự tự tin và sự tự trọng của mình. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, mà còn giúp người khác hiểu rõ hơn về bạn. Khi bạn nói không một cách tôn trọng, bạn đang gửi đi một thông điệp rằng bạn coi trọng mối quan hệ và muốn duy trì nó một cách lành mạnh. Bạn bảo vệ cả sức khỏe của bạn và mối quan hệ. Khi bạn từ chối một cách tôn trọng, bạn đang thể hiện sự tự tin và sự tự trọng của mình. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, mà còn giúp người khác hiểu rõ hơn về bạn. Khi bạn nói không một cách tôn trọng, bạn đang gửi đi một thông điệp rằng bạn coi trọng mối quan hệ và muốn duy trì nó một cách lành mạnh. Phần 6. Song chân thực, nắm bắt quyền từ chối của bạn. Học cách nói không không chỉ là từ chối yêu cầu. Đó là một kỹ năng quan trọng giúp bạn duy trì sự cân bằng trong cuộc sống và bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình.
Khi bạn từ chối một điều gì đó, bạn đang tạo ra không gian cho những điều thực sự quan trọng đối với bạn. Đó là về việc sống chân thực và tôn trọng giá trị của bạn. Khi bạn biết rõ giá trị của mình, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định và từ chối những điều không phù hợp. Điều này giúp bạn sống một cuộc sống chân thực và không bị áp lực từ những yêu cầu bên ngoài. Đó là về việc đưa ra những lựa chọn phù hợp với các ưu tiên và mục tiêu của bạn. Khi bạn biết rõ mục tiêu của mình, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc từ chối những điều không giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu đó. Điều này giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng và đạt được thành công trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, bạn có quyền nói không mà không cảm thấy tội lỗi hay bắt buộc. Việc từ chối không có nghĩa là bạn không quan tâm đến người khác, mà là bạn đang bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của mình. Điều này giúp bạn duy trì mối quan hệ lành mạnh và không bị kiệt sức. Thời gian và năng lượng của bạn rất quý giá. Bạn chỉ có một lượng thời gian và năng lượng nhất định mỗi ngày. Vì vậy, hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Việc từ chối những điều không quan trọng giúp bạn có thêm thời gian và năng lượng để tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Hãy lựa chọn cách bạn sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Điều này có nghĩa là bạn cần phải biết rõ ưu tiên của mình và từ chối những điều không phù hợp. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Khi bạn sống phù hợp với các giá trị của mình, bạn sẽ tạo ra một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và có mối quan hệ tốt hơn với những người xung quanh. Điều này giúp bạn sống một cuộc sống đầy đủ và không bị áp lực từ những yêu cầu bên ngoài. Hãy nắm bắt sức mạnh của việc nói không và trải nghiệm sự tự do đi kèm với việc thiết lập ranh giới lành mạnh. Khi bạn thiết lập ranh giới, bạn đang bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của mình. Điều này giúp bạn sống một cuộc sống tự do và không bị áp lực từ những yêu cầu bên ngoài. Hãy nhớ rằng, bạn có quyền nói không và sống một cuộc sống chân thực và ý nghĩa.